YouTube đó, xem trên kênh YouTube của anh ấy. Đây, chào cả nhà, đây là cái cây kỳ họng hồng. Đấy. Hầu như là nó đều ra rễ rồi. Và với lại cái này thì anh chị yên tâm là rễ mai sau là cũng sẽ ra khỏe. Tại vì ngâm ở đây là không chỉ ngâm cây kỳ duy mà ngâm cả Atonic nữa, cho nên là rễ nó vẫn ra bình thường, ít nữa nó sẽ ra. Rễ đây. Thì nếu mà mình ngâm mỗi cây kỳ duy không thì rễ nó sẽ ra, sau này nó ra rất chậm. Cái kỳ này thì là em cứ đang bán là 30.000. 30.000 một kỳ. Kỳ họng hồng. Cái này mình về mình trồng thì nó sẽ không lo nó bị trột. Tại vì cái rễ của nó chưa dài. Rễ nó chưa dài cho nên nó sẽ không bị trột. Ra trồng là nó sẽ về trồng rễ nó ra là nó sẽ bám vào giá thể là vừa. Chứ nếu mà kim rễ dài quá là về trồng rễ bị trột, trột cây. Nên về là tại cái dinh dưỡng ở trong thân là nó vẫn đang còn. Nên lấy dinh dưỡng, rễ nó ra từ từ là vừa. Cái này thì em cũng có không có, bây giờ có khoảng vài nghìn kỳ, nhưng mà cái thời gian xuất thì nó sẽ không được dài, nó chỉ trong khoảng thời gian ngắn thôi. Tại vì rễ nó dài mà chút nữa là em sẽ không bán nữa và để nhân để trồng, nên là cái này là mình cứ tranh thủ mua sớm. Rồi, em cảm ơn.